Chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin dự báo mưa lớn tỉnh Lai Châu. Đêm qua ngày 12 tháng 7 và ngày hôm nay 13 tháng 7, tỉnh Lai Châu đã có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ sau 19 giờ ngày 12 tháng 7 đến 15 giờ ngày 13 tháng 7 phổ biến dưới 30 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như là Pa Vệ Sử 58 mm, Thu Lũng là 53 mm. Dự báo đêm nay ngày 13 tháng 7 đến ngày mai ngày 14 tháng 7, tỉnh Lai Châu có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến là từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm 14 tháng 7 và ngày 15 tháng 7, tỉnh Lai Châu giảm mưa, chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Cảnh báo đêm 15 và ngày 16 tháng 7, tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác về đêm với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1. Chuyển sang phần dự báo chi tiết. Trời nhiều mây có mưa rào đến mưa to và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến là từ 21 đến 31 độ. Ở vùng núi cao thì là từ 19 đến 24 độ, còn độ ẩm là từ 75 đến 95%. Chuyển sang phần dự báo các nơi trong tỉnh. Tại khu vực thành phố Lai Châu thì nhiệt độ ở đây là từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ ở đây là từ 24 đến 31 độ và độ ẩm ở đây từ 65 đến 95%. Khu vực Xìn Hồ nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, còn độ ẩm là từ 65 đến 95%. Tại Than Uyên thì nhiệt độ là từ 23 đến 30 độ và độ ẩm ở đây từ 65 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tại Tam Đường nhiệt độ ở đây là từ 23 đến 30 độ và độ ẩm từ 65 đến 95%. Tân Uyên nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ nhiệt độ ở đây từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Vâng, trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.